Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn ở bài số 7 nha các bạn, gọi là đồ thị của hàm số y bằng ax với điều kiện a khác 0 nha các bạn. Rồi thì mình đã tới mục số 2 nha, gọi là đồ thị, vẽ đồ thị hàm số y bằng ax cộng b, đồ thị, vẽ đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b, y là y bằng ax với điều kiện a khác 0. Thì vẽ đồ thị của hàm số này thì trước tiên mình sẽ lấy một cái ví dụ y bằng 2x, vậy a của mình tương là mấy à, y vậy là 2 sẽ là a của mình là bằng 2. Bước đầu tiên mình sẽ giúp cho tất cả các bạn xác định được rằng a người ta gọi là hệ số gốc nha các bạn. Hệ số gốc là cái hệ số đứng trước hàng x. Rồi, y bằng ax, a được gọi là hệ số gốc. Hệ số gốc là gì? Hệ số gốc là cái số đứng trước hàng x. Đó. Ví dụ như y bằng 1/2 x thì phải đảm bảo nè, y bằng vậy là x vậy là a bằng 1/2. Rồi, mình lấy một cái ví dụ tiếp theo nha. 2 y bằng 2x. Vậy tương ứng nè, nhân vô đồ thị y bằng ax nha. Y ở đây 2y không được, vậy mình phải biết đầu tiên phải biến đổi qua y bằng nhân nè, chuyển qua hàng chia, vậy là 2 nhân x chia 2, 2 chia 2 rút, y phải bằng x. Vậy trước hàng x rồi, y a không có số nào là số 1 phía trước, vậy a của mình là bằng 1, vậy hệ số gốc của phương trình này là bằng 1 nha các bạn. Đó, bước đầu tiên để xác định hệ số gốc là các bạn phải làm sao giống y chang y bằng x bằng, vậy a của mình là 1, ok chưa ạ? Tiếp theo mình vẽ nha các bạn, y bằng 2x. Để vẽ được cái phương trình đồ thị y bằng ax thì các bạn nhớ cho giá trị x bằng 1, cứ cho một giá trị x thì tôi sẽ tìm ra được một cái giá trị y tương ứng với nó, vậy y sẽ bằng là 2 nhân x bằng 1 thì y sẽ bằng là 2 nhân 1, vậy tôi sẽ có bằng 2. Vậy tôi sẽ biết được rằng cái phương trình, cái hàm số này đã ghi qua một cái giá trị, đặt kèm một cái chữ a là 1, 2. Số hướng trước gọi là x, số hướng sau gọi là y, hay còn gọi là số trước gọi là hoành độ, số sau gọi là tung độ nha các bạn. Đó, vậy mình đã có một điểm a. Tiếp theo mình cho cái điểm x bằng 0. X bằng 0 thế vào thì y sẽ bằng là 2 nhân 0 bằng 0. Vậy suy ra x bằng 0, y cũng bằng 0, vậy nó phải ghi qua góc tọa độ các bạn. Vậy nói nôm na, phương trình hay còn gọi là hàm số y bằng ax với a khác 0 luôn luôn ghi qua góc tọa độ nha các bạn. Nhớ một điều đó, đồ thị y bằng ax với a khác 0 thì luôn luôn ghi qua góc tọa độ. Vậy để kẻ nha, nhớ để kẻ được một, đây là cái phương trình của đường thẳng, để kẻ được phương trình đường thẳng thì các bạn